đây là nước giếng bơm lên trên hệ thống bể. Lọc tiếp sang bể thứ ba. Xong đây lọc tiếp bể thứ tư. Xong từ cái ống nước này dẫn đi vào ao. Nuôi tôm ở miền Bắc cầu kỳ hơn miền Nam nhiều. Bao nhiêu? Con này thả cơm giống rồi. À, thả cơm giống đấy ra. 300 con. À, 300 con. Bây giờ lên đầu đũa khoảng 300 con một túi. À. Ê, lại xem, lại xem. Đâu em xem nào. Anh nhanh lên đi. Mày vào đi xong. Ừ. Thì vào đi. Anh nhìn nó rồi. Tôm này là tôm sú thả thưa, nếu như mà tôm thẻ chân trắng là gì? À đây. Lên nâng lên thì nó dày đặc trong này luôn, kín luôn. Vâng đúng rồi. Tôm này tôm sú thưa thì nó chỉ như này thôi. À. Đây là tôm sú. Ok.